Yeah.
Trọng Thủy ơi sao chàng nỡ đang tâm dối gà tình quyền quái bởi yêu chồng nên gây quân đi gia dông tôi phàn cha phàn cái việc thiết ban giàu xin lỗi phụ nhân con cúi đầu dặn tôi vì tình một tình yêu gieo hoang nghiệt manh.